Hello. Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Nhung. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách ẩn sỏi, hàn, ẩn cham và ẩn giấy nhún. Như những bài ẩn gel thông thường thì mọi người hãy chuẩn bị cho mình một bề mặt phẳng, một hũ gel, một cây cọ đắp gel. Lấy một trục gel nhỏ để mọi người tán đều lên trên hết toàn bộ bề mặt bóng và nhớ vét hai bên để cho gel nó không bị chảy tràn sang bên hai khóe. Kế tiếp, mọi người sẽ lấy một hình cham theo ý thích của mọi người này, đặt lên trên bề mặt bóng. Mình sẽ lấy một miếng sỏi hàn kèm một số miếng vụn xà cừ bé. Những cái hình này nó giống hình viên sỏi nên người ta gọi đây là sỏi hàn. Tiếp theo đó là mình sẽ ẩn một số phụ kiện đính kèm này, như giấy nhún này. Giấy nhún này thường thì người ta sẽ gọi là giấy bạc. Căn chỉnh trên dưới này, trái phải này, làm sao để cho một cái bộ móng nó hài hòa nhất, nó sẽ không bị chuỗng ở chỗ này, không bị trống ở chỗ kia. Khi nào mà mình cảm thấy thực sự ưng ý với cái mẫu mình trang trí như thế này rồi nhá, thì mọi người sẽ cho vào hơ. Cái sỏi hàn này sẽ có hai cách trang trí. Một là mọi người sẽ ẩn như mình đang làm, và hai là mọi người sẽ đính bằng keo. Đính bằng keo xong dùng gel đính đá để mọi người đính lên. Vì là hôm nay mình ẩn kèm thêm một số phụ kiện như cham và giấy nhún, giấy bạc, nên mình sẽ ẩn dưới dạng gel. Còn bình thường ấy thì người ta sẽ đính như một dạng đính đá. Sau khi mà mọi người hơ xong lớp thứ nhất này, mọi người cho ra này, và mọi người sẽ đắp thêm một lớp gel nữa để cho nó cố định bề mặt móng. Mọi người sẽ nhớ là những cái viên sỏi hàn bé như thế này thì mình sẽ đắp lên trên toàn bộ bề mặt móng nha. Nó khác với xà cừ thường là xà cừ thường thì mình sẽ có thể mài được để cho nó chìm hẳn vào trong bề mặt móng, còn cái này thì không. Sau khi đắp gel lần 2 xong, mình cho vào hơ rồi sau đó sơn top, thế là hoàn thành một bộ móng này nha. Mình sẽ căn chỉnh lại một chút này. Rồi, hy vọng mọi người sẽ thích video này nha. Mọi người đừng quên like này, share, subscribe để ủng hộ mình. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo nha.